cho bạn. Đây là một cái máy cắt sắt các bạn ạ. Đây là một máy cắt sắt rẻ tiền của một bác làm thi công xây dựng. Đó. Và qua video này tôi chia sẻ cho các bạn, đây là một cái trường hợp nó bị hỏng cái rô to. Thì đây cũng thấy được, qua cái việc này chúng ta thấy được, chúng ta rất nhìn nhận rất rõ về vấn đề nó hỏng cái rô to. Đây, ví dụ như này nhé, các bạn thấy nhé, tôi cắm điện, tôi đang cắm điện để thử cho các bạn xem nhé. Nếu khi các bạn cắm điện vào mà thấy nó, chúng ta bóp công tắc mà thấy nó chạy như thế này này, thì có thể máy của bạn đã bị chết rô chắc chắn đến 98% của các bạn nhé. Đó. Vì là cái này khi mà nó đã chết rô thì nó tạo ra chập vòng ở trong cái rô to đấy. Nếu bạn chạy cố tình lâu thì có thể dẫn đến cháy cả sờ to luôn các bạn nhé. Đó, bạn nhìn. Đó, thấy không ạ? Thì đây là một cái, đấy bạn thấy không? Khói u mền này, đấy. Khói đấy, nếu cố tình chạy là khói đấy. Đấy. Thì đây là một hiện tượng bị rô nó đã bị cháy rồi các bạn nhé. Thì các bạn phải, một là các bạn đem đến cửa hàng để xử lý ngay, hai là bạn tự tháo ra để thay. Và tôi làm cái video cho các bạn để các bạn tự tháo ra để thay đấy được nhé. Với mỗi một máy thì có một cách tháo khác nhau các bạn, thường là như vậy. Nhưng thông thường chung thì sẽ là có 4 cái ốc, là 4 ốc chính để tháo, chúng ta tháo rô to ra. Với con máy như này, là con máy mình gọi là con máy ở phân khúc giá thấp thì phù hợp với việc cắt cốt pha chẳng hạn, thì con máy này bạn chỉ cần tháo 4 ốc ở đây ra nhá. Đây nhá, bạn nhìn này, tôi sẽ lật cho bạn xem. Bạn trước khi tháo bạn nhớ phải rút điện ra nhá, cắt lượng điện nguồn 100% bạn nhá. Đó, đây ạ, đây bạn tháo 1 ốc, 2 ốc, 3 ốc, 4 ốc ra. Vì tôi đã tháo 2 ốc rồi, tôi xem vừa tôi kiểm tra rồi, tôi tháo trước 2 ốc rồi để cho nó nhanh, đỡ mất thời gian các bạn. Các bạn tháo 4 ốc ở vị trí mặt cắt này ra. Với cái máy này là như vậy, nhưng máy khác thì không phải thế đâu các bạn nhé. Tóm lại là các bạn thấy ốc ở đâu mà vị trí nào để tháo được sờ to ra thì bạn tháo tùy theo từng con máy một. Đó. Bạn tháo được con ốc ra thì bạn sẽ nhấc được mặt bảo vệ ra nhé. Đây này. Đây, bạn nhấc được mặt bảo vệ ra. Và bạn sẽ tháo cái này ra. Bạn cho hai tua vít ở hai đầu bên này. Bạn bẩy nó lên. Tua vít bên này là một cái này. Đó. Một cái tua vít bên này nữa này. Đó. Bạn bẩy phát nó lên luôn. Đó, bẩy lên. Đấy, như tôi thì bẩy nó đã lên rồi nhá. Thì bạn rút cái rô ra. Đó, bạn thấy không ạ? Đây, cái rô. Và cái rô này cháy đây bạn thấy không? Ui, sờ rất nóng. Đây, bạn thấy không ạ? Đấy. Cháy, đây lổ quá bạn thấy không ạ? Nó lổ quá và cháy nát bét ra rồi. Đó. Cháy hết cả một cái bộ dây luôn, chập vòng. Thế nó dẫn chập điện nổ to như vậy, phát điện sáng như thế. Thế thì trước khi cháy thì mình phải xem sờ to có gì không? Sờ to này thì nhìn qua thì cũng thấy có hiện tượng sắp sửa cháy nốt. Nếu như chúng ta chạy cố mà không mau thì sẽ cháy nốt. Có rất nhiều trường hợp là cháy luôn cả sờ to luôn. Đó. Con này thì sờ to này thì cũng gần cháy rồi. Đó. Nếu để đảm bảo thì con này có thể thay cả sờ to luôn. Đấy. Thế nhưng mà có những cái vết nó bị xém thì chưa bị lằng lắm, có thể mình xử lý được, thì có thể dùng, tái sử dụng lại được. Đó. Thì bây giờ việc tiếp theo là tháo sờ to ra. À, tháo rô to các bạn nhé. Tháo rô to này ra này. Thật dễ. Bạn cầm tay vào đây. Một tay bạn cầm đây. Một tay cầm bạn búa, bạn gõ nhẹ vào đây. Gõ nhẹ 4 xung quanh này. 1, 2, 3, 4 ở đây. 1, 2, 3, 4. Bạn gõ đây. Còn tay bạn cầm đây. Tay trái bạn cầm đây. Tay phải bạn vô gõ ở đây. Nó tuột ra luôn các bạn nhé. Tuột vô ra luôn. Đấy, tôi đã gõ được ra rồi. Vì là tôi máy quay, tôi cầm máy quay đâm ra nó không thao tác cho các bạn xem trực tiếp. Đấy, bạn cầm như vừa nãy tôi bảo đấy. Thì tôi gõ nó ra luôn. Đó, nó ra được sờ to, à, ra được rô to các bạn nhé. Ra được rô to rồi. Ra được rô to. Thì lúc này bạn cầm cái rô to này đi ra một cửa hàng, bạn mang cái mẫu này ra, gà bạn mua. Vì lúc này đang thời điểm dịch Covid mà ra đường rất là khó khăn, thì các bạn có thể tự mua hoặc là tự gọi điện, tôi sẽ gửi ship đến cho các bạn. Đó. Còn bạn không mang ra đường thì bạn có thể gọi, bạn gọi đọc cái mã máy này, bạn đo kích thước cái rô to theo hướng dẫn thì bạn sẽ lấy được cái rô to về bạn tự lắp được. Và khi bạn điện cho bên cung cấp, họ cung cấp cho rô to rồi, bạn có thể tự lắp, thì họ sẽ lắp bi cho bạn trước sẵn hết, họ sẽ biết là bi bao nhiêu rồi. Đó, thì bạn sẽ, họ sẽ gửi cho bạn. Thì bạn về bạn lắp, bạn lắp thì bạn cũng sẽ lại cắm vào lại như thế này. Đây tôi lấy mô phỏng nhé các bạn nhé. Để bạn cắm vào như này, bạn đóng kịch xuống. Đó, đóng kịch xuống. Đóng kịch xuống thì đóng kịch làm sao cho nó
giống như lúc đầu bạn đóng ấy, giống như lúc đầu bạn tháo ra và thấy nó khít kịch vòng bi lại đây, thì là mình sẽ thôi lại, thôi chưa, đó. Thì lúc này đóng xong, tôi lấy đây làm demo luôn này nhá. Đấy các bạn nhé, thì tôi sẽ đóng, giả sử đây là rô mới các bạn, đóng xuống. Đóng thế này nó hơi phi kỹ thuật các bạn nhé, mà mình làm mô tả cho các bạn. Các bạn đóng mà khi nó bạn lấy một cái mũ cao su đóng được thì tốt, hoặc cái gỗ ấy, bạn đệm vào đây đóng nó sẽ ok. Đó, đây bạn thấy không, đóng đã kịch xuống rồi, bóng bi đã kịch xuống đáy rồi nhá. Đó thì chúng ta quay thì nó trơn, nó ok. Đó, thế xong bắt đầu là chúng ta đóng cái này xuống vào đây, đó này vào sờ to lốp đóng thì bạn đây, bạn để ý bạn đóng, bạn đặt vào đúng vào cái sờ to, vì sờ to lúc này là bạn phải thả